Đây giám đốc Thông này. Vậy là vào trong không có vào đâu. À, đấy là gì? Phó giám đốc Đức Phạm Trung Đức. Từ, từ lúc đi đấu là 2 tiếng đồng hồ. Anh em chạy đi chạy lại 3 cây số, 2 tiếng đồng hồ. Đảo sợi, bây giờ mới xong. Sóng điện thoại đây thì chịu rồi. Tính là vào đến đây bao nhiêu rồi anh? 21. Đẹp tuyệt vời nhờ. Cửa hàng đỉnh nhờ. Trong này có internet này là kỷ lục rồi đấy. Bây giờ chờ ông bà chủ đi thịt gà. Ăn luôn. Có hai giỏ. Trong này mà có internet này là kỷ lục rồi đấy. Lên chưa? Chuẩn bị có rồi. Chờ tí nó đang khởi động. Đây là lợn gà nó chạy giúp chiều nó chạy như này mà. Đâu? Đây à? Đây. Đây anh em này lợn gà chạy ui nhiều nhỉ. Chưa. Cái cam nó là có thang hồ ra vào trong. Chạy cái góc trên vườn sau ấy. Xin chào anh em nhá. Hôm nay thì dẫn anh em đi triển khai một cái thuê bao 165.000. Và cái thuê bao này thì nó khá là xa. Rơi vào khoảng 3 km. Có một cái video mà cách đây khoảng tầm 2 năm mà tôi đã đi khảo sát cái thuê bao này đấy. Đây anh em chúng tôi kéo dây mất 2 ngày. Đây anh em này, kéo cắp to chạy qua này. Đây anh em thấy toàn đồi núi. Từ cái ngoài kia, từ đây ra cách khoảng độ tầm 500m nữa. Và đây tôi phải chạy ra đoạn này để tôi đấu nối thuê bao, bởi vì ở đoạn trong là nó không có sóng. Đoạn này mới có sóng anh em nhé. Đây gói 165 thì vẫn phải sử dụng cái thiết bị bình thường là Wi-Fi 2 băng tần. Đây anh em này, đây cái đường cáp này. Đó, đi theo đường cột điện. Đấy. Cái thuê bao nó tít mãi bên kia. Tí nữa tôi sẽ đi đi cho anh em xem. Ra đây thì nó mới có sóng. Thì cái gói 165.000 bây giờ là mặc định là 61 tỉnh thành anh em. 61 tỉnh thành là sẽ được trang bị Wi-Fi 2 băng tần. Cho nên anh em yên tâm mà sử dụng. Cái gói hôm trước, cái video hôm trước thì tôi test thử ấy. Thì cái gói 165 là tốc độ 120 MB. Đấy, test qua băng tần 5G. Đây anh em. Anh em chúng tôi đi vào kéo thuê bao cả buổi chiều nay đấy. Bây giờ là 6 giờ hơn rồi. Đây anh em này, đi theo cái đường cột điện này này. Đường này là một đoạn bê tông. Nhưng mà tiếp bên trong là sẽ không có bê tông. Đây, yêu cầu họ trồng cột sắt thì họ đã trồng rồi. Toàn đi qua cái vườn keo. Đó. Công ty này thì ở trong này họ sở hữu khoảng độ 100 hecta keo. Tí nữa tôi sẽ đưa anh em đi. Tôi đang chờ để ở bên kinh doanh đấu nối đó. Xong rồi tôi sẽ đấu nối lên hệ thống. Có mấy hôm nay thì có 4 anh em nhá. Thuê bao này xa nên phải kêu gọi rất nhiều anh em đi vào để thực hiện. Hôm trước kéo là trời mưa cho nên là không quay được video cho anh em. Đây anh em thấy không? Rất đẹp. Bây giờ khung cảnh ở đoạn này rất là đẹp luôn này. Đoạn này mà phát triển khu du lịch được ấy. Đây. Nước suối rất nhiều, cánh đồng. Đấy. Các ngọn đồi này. Đấy. Quanh đây rất nhiều đồi. Toàn đồi.
chứng minh thư của khách hàng lên nợ cước anh em nhé. Đâu đầu cách ở ngay đợt trước là đoạn này thì không có sóng, nhưng mà đợt rồi thì được lắp thêm một con trạm ở bên trên kia cho nên đoạn này có sóng 4G, nhưng mà tí anh em đi vào là mất sóng luôn, đi khoảng độ tầm 100m nữa là không còn sóng gì. Ở đây điểm cao nhất, điểm cao nhất cho nên mới có sóng đấy. Đây anh em nhá, sau 15 phút chờ đợi thì bên kinh doanh đã đấu xong rồi, chúng ta sẽ triển khai thôi. Chờ mất 15 phút để nhờ bên kinh doanh đã đấu. Đây anh em, wifi dual band, wifi 2 băng tần này. Không biết đọc tiếng Anh là gì. Ra ngoài đây mới có sóng để đấu nối. Từ đây vào khoảng độ tầm 2 cây rưỡi. Giang BV82. Lấy luôn ơ cao anh em nhé, sợ trong đây không có sóng. À không trách được, không trách được ơ cao. Lấy đây cho nó chắc. Đây anh em đi vào rồi nha. Đây, cái đường dây đi theo cái hàng cột điện này. Viên đi xe máy đã mệt rồi. Ui. Đây, bây giờ bắt đầu con đường xấu. Đây anh em, cái đường dây đi theo cái đường cột điện này. Đợt trước tôi đi khảo sát thì mấy cột này nó không dùng được nữa. Nhưng mà bây giờ là họ trồng thêm mấy cái cột thép để kéo từ ngoài đường vào. Đây là cái con đường chủ yếu là phục vụ để đi, họ đi lấy keo thôi. Người về với ai? Con đi vào à? Con này ạ. Cả nên bắt đầu đi vào ăn này. Đây nhá. Đây. Dây đi theo đường này. Có cái năm kia là tôi đi khảo sát cái thuê bao này một lần rồi. Đấy, cái đường dây cứ đi theo cái hàng cột nữa. Yeah.
vào cái con đường này toàn phải cài số 1 anh em. Số 1 mới đi được. Đây mà có một vài cái đồ nữa thì đi vào rất là mệt. Đây, đến đây là 1 km này. Từ đây vào là hơn 1 cây nữa. Đây anh em thấy không? Những cái con đường này nó rất là xấu. Đường cáp to đi này, đi theo đường này. Có cái đoạn này thì rất là khó kéo dây này, bởi vì nó qua rất nhiều cây cối. Cái đoạn này kéo anh em bảo là kéo hết hơn 1 ngày, kéo rất là xa. Đi đấy, đi qua những cái cây keo như này, dây leo các kiểu. Kéo đoạn này thì nó rất là vất vả anh em nhá. Vào đây thì tuyệt đối là không có sóng, gọi toàn thuê bao thôi. Đây là cái đường chỉ dành cho xe keo, người ta đi lấy keo thôi. Đây nhèo này, không có một cái vạch sóng nào nữa. Hay để xe đây mà đi xe máy đi vào được không? Cái đường này, kéo theo cái đường này. Đây, hàng cột điện đây. Đấy. Ui trời ơi. Quá khủng khiếp. Mùa này thì nước cũng chưa nhiều anh em. Đây, mấy cái con suối này. Mấy con suối này mà khi nào mà nước dâng lên thì cũng to phết đấy, nó cao đến đoạn ở bên này này. Đấy, nước ngập lên trên này này, không vào được luôn. Đây giám đốc thông này. Vậy là vào trong không có vào đâu. Đấy là gì? Phó giám đốc Đức Phạm Trung Đức. Từ lúc đi đấu là 2 tiếng đồng hồ. Anh em chạy đi chạy lại 3 cây số, 2 tiếng đồng hồ. Đảo sợi, bây giờ mới xong. Sóng điện thoại ở đây thì chịu rồi. Tính là vào đến đây bao nhiêu rồi anh ơi? 21. Đẹp tuyệt vời nhờ. Đúng là hàng đỉnh nhờ. Trong này có internet này là kỷ lục rồi đấy. Bây giờ chờ ông bà chủ đi thịt gà.
ăn luôn. Có wifi giả. Trong này mà có internet này là kỷ lục rồi đấy. Lên chưa? Chuẩn bị có rồi. Chờ tí nó đang khởi động. Đây là lợn gà nó chạy lúc chiều nó chạy như này mà. Đó. Đây á. Đây anh em này, lợn gà chạy ui nhiều nhỉ. Chưa. Cái cam nó là có thang ngủ hay chạy cái góc trên vườn sau ấy. Ờ. Đây. Ngại quá nhỉ. Khó khó. Sóng này về vào đây mừng quá. Này lại làm cái loa kéo nữa là. Loa kéo tao hồ, hai vợ chồng tao hồ hát lại karaoke anh ạ. Vâng. Anh cứ làm cái quả phun màu ấy. Mật khẩu bao nhiêu nhỉ? Chưa. Chưa bắt được à? Chưa. Chuẩn bị rồi. Muốn cái gì đấy? Hay là mất điều khiển rồi? Mày phát đảo sợ nó kẹo này à nhờ 50-50 đúng không? Đây cứ phải cắt sóng đây rồi, hàng về rồi. Hàng về. Anh Thành ơi, có phải đặt mật khẩu không? Không. Mày cho mật khẩu gì? Mày có sự sợ để làm mật gì? Đặt mày gọi lại quên. Một lúc mà nhiều quá nó có ghét biết gì không? Không, ở đây lại ai vào mà sử dụng vậy? Thoải mái. Thế cứ đặt từ 1 đến 8 nhá. Ở sao lại có bốn à? Cái này cái gì này, có tên chữ à? À biết. Cái TV này mà chờ. Chào áo. Tôi còn chưa thèm đặt tên vậy. Đây bây giờ mày. Mạng vào đây vui hơn thế. Yeah. Buồn lắm. Anh Thành ơi, đặt là tên là gì nhỉ? Ngân 98. Đặt tên wifi là gì? Ngân 98. Đặt cứ dùng là đặt là anh Thành nhá. Anh Thành thôi. Còn mật khẩu từ 1 đến 8. Mật khẩu từ 1 đến 8 nhá. Ngân 98 à? Ừ. Từ 1 đến 8, anh em vào đi. Gọi cho vợ đi. Chả cái tí vạch nào. Test luôn cho anh em. Pi test. Đấy, đây thì bảng vớt được tí xong. Cái bảng có bao nhiêu? Cho anh em. 120 mê. Quá khủng khiếp. Tốc độ đấy anh. Chưa có, từ bình tĩnh. Bút đâu nhờ các lãnh đạo nhờ? Ôi, chắc là lúc vứt bút ở đâu rồi? Bút đây. Cho em mượn đi. Bút đây.
Em giả anh cái ấy này, sang này. Từ từ, bình tĩnh. Đang bị phết tầm. Từ 1 đến 8 thôi thì... Từ 1 đến 8 thôi anh. Vào đây thì có mà nó ngất luôn. Chưa chưa anh ạ, chưa. Thế cái lạt thịt hết đâu nhỉ? Sao để luôn lên kia mà. Không, để đây che mưa. Anh phải úp cái gì vào chứ. Thế không bảo thì bọn em vào em thiết kế luôn dây điện cho.